chân chồng. Chồng bạn đã quay trở lại với gia đình của mình, thì để tiếp tục hôm nay mình sẽ giới thiệu với cậu một câu chuyện của người đàn ông. Đàn ông có một khối riêng. Tôi đã già, đã xấu, đã béo đến thế rồi sao? Quay sang anh Cường, bảo thấy anh Cường không mảy may một lời động viên hay là khích lệ để cho bản thân tôi tiếp tục nhìn. Chồng là số khổ này, ông chồng chẳng quan tâm gì đến vợ con, thấy nhan sắc dáng gốc của tôi tàn tật đi xuống rồi thì bây giờ ông muốn bỏ tôi đúng không? Ông không còn muốn nhìn tôi nữa đúng không? Ông chán chê tôi đúng không? Anh chồng hồi gần đó đang xem TV, không biết lên tiếng mình như thế nào. Đó là tôi đây mới là người khổ này, tôi mới là khổ đây này, bà còn may mắn hơn tôi chán. Bà rất là bức xúc, rất là không vui, tiếp tục bà nói: ông làm gì mà khó, ông có phải làm cái gì không mà khó. Ông không phải làm cái gì đâu mà lo sống đi xuống sắc đi. Ông chồng nói tắt TV đi và thở ra. Ba mà tự nắm mình mà ba đã còn thấy chán như thế, thở dài như thế, bà bảo tôi một ngày nắm bà mấy chục tiếng một hồi thì tôi xứng ở đâu ra? Bà cứ nghĩ lại mà xem,